Volta, cha đẻ của pin điện, phát minh góp phần thay đổi thế giới. Pin là một nguồn năng lượng tích trữ thông dụng cho nhiều thiết bị cá nhân, gia dụng, cho đến các ứng dụng công nghiệp ngày nay. Và người đã phát hiện và sáng chế ra loại pin điện đầu tiên, đặt nền móng cho hàng loạt những cải tiến về pin điện, chính là Alessandro Volta, nhà khoa học lỗi lạc người Ý. Không chỉ dừng lại ở đó, ông cũng chính là người đã phát hiện ra khí metan. Thiên tài đam mê điện từ nhỏ. Alessandro Volta, tên đầy đủ là Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1745 ở Como, nước Ý, trong một gia đình quý tộc giàu có. Lúc còn nhỏ, Volta theo học tại một ngôi trường dành cho tu sĩ dòng tên ở địa phương. Các giáo viên của ông đã cố gắng thuyết phục ông trở thành một linh mục, trong khi gia đình lại muốn ông học luật. Nhưng Volta, vào năm 14 tuổi, biết sở thích thực sự của mình là vật lý. Giống như nhiều nhà khoa học thời đó, ông đặc biệt bị mê hoặc bởi điện. Sau này, Volta rời trường sớm và không theo đuổi việc học đại học. Ông tự nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của một người quen và đến năm 18 tuổi, ông tích cực trao đổi học thuật qua thư với các nhà khoa học tài năng trong lĩnh vực điện trên khắp châu Âu. Năm 1769, Volta viết một chuyên luận mang tên Bàn về sự hấp dẫn của tia lửa điện. Trong đó, ông đã giải thích về một số hiện tượng tĩnh điện. Volta bắt đầu giảng dạy tại một trường học ở Como vào năm 1774, nơi ông tiếp tục tiến hành các thí nghiệm về điện. Năm 1775, ông đã sáng chế ra bản sinh điện, một dụng cụ cho phép tạo ra điện tích lớn thông qua ma sát và có thể truyền điện tích sang các vật thể khác. Vài năm sau, ông là người đầu tiên phát hiện khí metan CH4 sủi bọt trong đầm lầy và có thể cô lập loại khí này. Volta trở thành giáo sư vật lý tại Đại học Pavia năm 1778. Tạo ra pin Volta từ thí nghiệm trên ếch. Các thành tựu nói trên nhanh chóng khiến Volta trở thành nhà khoa học nổi tiếng. Nhưng đóng góp lớn nhất của ông cho khoa học là pin Volta, thứ ông đã sáng chế trong một cuộc tranh luận khoa học với Luigi Galvani. Đó là vào năm 1780, Galvani, một nhà giải phẫu học người Ý, tiến hành thí nghiệm với chân của những con ếch bị cắt rời, nhưng vẫn đang nối liền với dây cột sống. Galvani treo chân ếch lên móc làm bằng đồng hoặc sắt. Galvani phát hiện chân ếch co giật khi chạm vào một thanh kim loại khác. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi treo chân ếch trên hàng rào kim loại trong một cơn dông có sấm sét. Sau khi tiến hành nhiều quan sát, Galvani tin rằng mình đã phát hiện một dạng điện mới được tạo ra bởi cơ bắp của con ếch. Ông gọi nó là điện sinh vật. Kết quả nghiên cứu của Galvani được giới khoa học thời bấy giờ chấp nhận rộng rãi. Mặc dù Volta ban đầu tỏ ra khá thích thú với những kết luận của Galvani, nhưng ông cho rằng các cơ của những con ếch chỉ đơn giản là phản ứng với điện, không phải tạo ra điện. Ông bắt đầu các thí nghiệm để chứng minh Galvani sai, làm dấy lên một cuộc tranh cãi gây chia rẽ cộng đồng khoa học nước Ý. Volta miệt mài tìm hiểu nguồn điện đã sinh ra từ đâu để làm chân ếch co giật. Ông phát hiện dòng điện sinh ra khi có sự tiếp xúc của hai kim loại khác nhau bên trong một dung dịch muối. Trong thí nghiệm của Galvani, dung dịch muối tồn tại bên trong cơ thịt của chân ếch. Volta kết luận, các kim loại tạo ra dòng điện không phải cơ thể của ếch. Do những dụng cụ đo đạc trong thế kỷ 18 không thể phát hiện dòng điện yếu, nên Volta đã đặt các tổ hợp kim loại khác nhau trên lưỡi của mình. Kết quả, nước bọt trong miệng ông giống như mô của những con ếch, dẫn điện và tạo ra vị đắng khó chịu. Để chứng minh việc dòng điện tạo ra không cần dùng đến mô động vật, Volta đã xếp chồng những tấm nhỏ hình tròn làm bằng bạc và kẽm lại với nhau thành từng cặp. Giữa chúng được ngăn cách bằng lớp vải ngâm nước muối. Khi dây kim loại được nối với cả hai đầu của thiết bị, một dòng điện ổn định đã chạy trong dây dẫn. Volta nhận thấy các cặp kim loại khác nhau tạo ra lượng điện nhiều hay ít và ông có thể tăng cường độ dòng điện bằng cách lắp thêm các tấm kim loại bạc kẽm. Đây chính là thiết kế pin đầu tiên của nhân loại được gọi là pin Volta. Vào năm 1800, Volta công bố sáng chế của mình, một nguồn cấp điện ổn định. Tại Hội Hoàng gia London, trước sự thán phục của nhiều nhà khoa học trên khắp châu Âu, phát minh này đã giúp tên tuổi của Volta lừng lẫy khắp nơi và được ghi nhận là người có đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại. Ứng dụng ban đầu của pin Volta. Pin là một thành công lớn của Volta.
Nó không chỉ khiến cộng đồng khoa học đứng về phía ông trong cuộc tranh luận với Galvani, mà ngay lập tức được công nhận là một thiết bị hữu ích. Năm 1800, William Nicholson và Anthony Calloway sử dụng dòng điện tạo ra bởi pin để thực hiện thí nghiệm điện phân, tách nước thành hydro và oxy. Trong cùng năm 1800, nhà vật lý và hóa học Humphry Davy đã bắt đầu thử nghiệm các tác dụng hóa học của dòng điện và phát hiện ra rằng dòng điện có khả năng tách các chất trong dung dịch mà ngày nay chúng ta biết đó là sự điện phân. Dựa trên mô hình của Volta, nhà khoa học Davy đã chế tạo ra pin điện lớn nhất và mạnh nhất tính đến thời điểm bấy giờ tại tầng hầm của Viện Khoa học Hoàng gia Anh. Những nhân chứng đã kể lại rằng mô hình pin của ông đã làm một chiếc đèn hồ quang điện cháy sáng rực rỡ chưa từng thấy. Ngoài ra, Davy cũng là người nổi tiếng với việc phát hiện ra khí gây cười N2O hay đèn mỏ an toàn. Hai năm sau đó, nhà hóa học người Anh William Cruikshank thiết kế mô hình pin đầu tiên có thể sản xuất dưới quy mô công nghiệp. Cruikshank đã đề xuất phương pháp dùng các tấm kẽm và đồng có cùng kích thước, xếp xen kẽ với nhau, đặt vào một hộp gỗ dài hình chữ nhật và dán chặt lại. Bên trong hộp có các rãnh để giữ cố định các tấm kim loại và chứa đầy nước muối hoặc axit pha loãng để làm chất điện phân. Thiết kế này có ưu điểm so với mô hình ban đầu của Volta là không bị khô và có thể cung cấp được dòng điện mạnh hơn. Tuy nhiên, Pháp mới là quốc gia đầu tiên công nhận phát minh của Volta do trong giai đoạn bấy giờ, nước Pháp đang cố gắng tiếp cận với nhiều tiến bộ của khoa học kỹ thuật nên sẵn sàng đón nhận bất cứ ý tưởng mới nào được đề xuất. Không lâu sau đó, Volta được mời tới Pháp và giảng dạy tại Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp về các nghiên cứu điện học của ông. Thậm chí trong nhiều bài giảng của ông có sự theo dõi của Napoleon Bonaparte. Đến thập niên 1830, Michael Faraday sử dụng pin trong những nghiên cứu đột phá về điện tử. Nhiều nhà phát minh khác cải tiến thiết kế ban đầu của Volta và chẳng mấy chốc, pin đã được dùng để cung cấp năng lượng cho máy điện báo và chuông cửa. Sự vinh danh dành cho thiên tài khoa học. Việc sáng chế ra pin mang lại cho Volta tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ông dường như thích một cuộc sống yên bình hơn nên sớm từ bỏ hầu hết các nghiên cứu khoa học và công việc giảng dạy. Ông sống những năm cuối đời trong một ngôi nhà ở vùng nông thôn. Ông qua đời ngày 5 tháng 3 năm 1827, được chôn cất tại Camnago, Volta. Ông để lại cho thế hệ sau một hướng đi mới để thay đổi sâu rộng cả một thế giới mà ông không bao giờ ngờ tới, cũng như không bao giờ có thể được chứng kiến. Sau khi qua đời, có một bảo tàng đã được xây dựng để vinh danh Volta, nơi trưng bày một số thiết bị mà ông sử dụng để tiến hành các thí nghiệm. Gần đó là Villa Omo, nơi đặt quỹ Voltaire, một tổ chức thúc đẩy các hoạt động khoa học. Đồng thời, chân dung của ông cũng được in lên các con tem và tờ tiền 10.000 lira của Ý. Và chưa dừng lại ở đó, cái tên Volta còn được dùng để đặt cho đơn vị điện thế, chính là đơn vị Volt. Đến cuối năm 2017, nhà sản xuất chip máy tính Nvidia đã công bố một kiến trúc vi mô tập trung vào máy chạm mới có tên là Volta, kế tiếp là Pascal và Turing. Các cạc đồ họa đầu tiên có tên Volta được phát hành vào tháng 12 năm 2017. Sau đó còn có hai thẻ phát hành thêm trong suốt năm 2018. Những cải tiến tiếp theo. Sau khi phát hiện về pin của Volta được công bố, các nhà khoa học khác cũng lần lượt bước vào quá trình nghiên cứu của riêng mình. Vào năm 1836, nhà hóa học người Anh John F. Daniel đã phát triển một phiên bản pin hoàn thiện hơn với hiệu suất được cải thiện và tạo ra dòng điện ổn định hơn so với nguyên bản ban đầu của Volta hay Cruikshank. Tuy nhiên, cho tới thời điểm bấy giờ, toàn bộ đều là pin sơ cấp, nghĩa là chỉ dùng được một lần và không thể sạc để tái sử dụng được. Đến năm 1859, nhà vật lý người Pháp Gaston Plante phát minh ra pin sạc đầu tiên. Đó là một pin với các tấm chì ngăn cách nhau bởi tấm vải flannel và được đặt trong axit sulfuric loãng. Pin sẽ được sạc lại bằng cách châm thêm axit vào để tái sử dụng. Mô hình này vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay dưới tên gọi pin ướt, ắc quy ướt, bình ướt hoặc pin carbon zinc. Năm 1866 tại Pháp, kỹ sư Georges Leclanche đã chế tạo pin ướt với các điện cực ngâm mình trong dung dịch điện phân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông đưa ra sáng kiến cải thiện pin bằng cách dùng dung dịch hồ ammonic chloride, sau đó niêm phong pin lại. Sáng kiến này đánh dấu sự ra đời của thế hệ pin khô. Thế hệ pin mới cho phép pin được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau, chịu được di chuyển dao động mạnh mà không sợ dung dịch điện phân bị tràn ra ngoài như pin ướt. Thêm vào đó,
Pin cũng được chế tạo thành dạng ống hoặc hình hộp bên trong chứa các bộ phận khác của pin như các cực dương làm bằng kẽm, anode, và cực âm gồm mangan dioxide và carbon theo tỷ lệ 81 cathode. Hồ điện cực còn có thể chứa thêm kẽm chloride. Năm 1881, Camille Faure chế tạo pin dùng các giải cọc trì oxit làm điện cực để thay thế cho các tấm trì trong pin ướt trước đây. Điều này cho phép tạo ra dòng điện mạnh và ổn định hơn rất nhiều. Đây chính là cơ sở cho sự phát triển của pin ướt sau này với nhiều loại điện cực khác nhau. Đến năm 1899, nhà khoa học Waldemar Jungner đến từ Thụy Điển đã phát minh ra pin nickel cadmi. Đây là thế hệ pin dùng nickel làm cực âm cathode và cadmi làm cực dương anode. Tuy nhiên, do chi phí chế tạo khá cao nên pin nickel cadmi không được áp dụng rộng rãi cho nhiều người sử dụng. Hai năm sau đó, Thomas Edison đã phát triển mô hình pin khác bằng cách dùng sắt để thay thế cadmi làm cực dương, giúp giảm giá thành nguyên vật liệu. Dù vậy, mô hình pin của Edison đã gặp phải các nhược điểm nghiêm trọng: năng lượng yếu, hiệu suất kém ở nhiệt độ thấp và khả năng tự xả cao. Mãi cho tới năm 1932, Schlage và Ackermann mới đạt được thành công trong việc cải tiến pin nickel cadmi với dòng điện mạnh và tuổi thọ cao. Giải pháp cải tiến của hai nhà phát minh là trang bị thêm những tấm vách ngăn các điện cực thành nhiều khoang. Năm 1947, George Newman tiếp tục hoàn thiện mô hình trên thông qua việc chế tạo thế hệ pin nickel cadmi với nhiều vách ngăn bên trong được hàn kín lại. Nhiều năm sau đó, pin nickel cadmi tiếp tục là loại pin duy nhất có thể sạc và di chuyển được. Vào những năm 1990, vấn đề môi trường được quan tâm hàng đầu tại châu Âu và các nhà khoa học bắt đầu chú ý đến pin nickel cadmi do khả năng xử lý các hóa chất độc hại sau quá trình sử dụng. Các đạo luật được ban hành nhằm hạn chế việc sử dụng các nguyên tố này và chuyển sang sử dụng pin nickel sắt hydride thân thiện với môi trường hơn. Dù vậy, pin nickel sắt hydride vẫn chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong đợi và các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục phát triển một thế hệ pin ưu việt hơn. Đây chính là bàn đạp cho sự ra đời của pin lithium ion, được gọi tắt là Li-ion. Pin Li-ion hiện đại ngày nay. Pin Li-ion đầu tiên được đề xuất vào những năm 1970 bởi nhà hóa học người Mỹ Michael Stanley Whittingham đến từ Đại học Binghamton, sử dụng titanium sulfide và kim loại li-ti thuần làm các điện cực. Tuy nhiên, do li-ti là một kim loại hoạt động mạnh nên khi tiếp xúc với không khí dễ dàng xảy ra các phản ứng hóa học gây nguy hiểm. Chính vì vậy, mô hình pin dùng li-ti thuần làm cực dương đã không được chấp nhận. Cùng thời gian này, J.L. Bessenhardt tại Đại học Munich đã phát hiện ra tình chất trao đổi ion thuận nghịch giữa than trì và cathode bằng oxit kim loại. Tiếp theo, vào năm 1979 tại Đại học Oxford, John Coderneff và Koichi Mizushima đã chế tạo một loại pin sạc tạo ra dòng điện khoảng 4V, sử dụng li-ti coban oxit làm cực dương và li-ti thuần làm cực âm. Li-ti coban oxit là một chất dẫn điện tích điện dương với tính ổn định cao nên có thể cung cấp các loại ion li-ti nhằm tạo ra dòng điện. Khả năng này đã mở ra triển vọng sử dụng li-ti coban oxit làm cực dương cho các thế hệ pin hoàn toàn mới, có thể sạc lại một cách dễ dàng. Năm 1977, Samabasu đến từ Đại học Pennsylvania đã chứng minh tính khả thi của việc chế tạo và sử dụng pin điện hóa với các điện cực bằng li-ti và than trì. Không lâu sau đó, mô hình này đã chính thức được chế tạo bởi các kỹ sư tại phòng thí nghiệm Bell, hiện nay là phòng thí nghiệm AT&T. Vào năm 1980, Rakit Yazami tiếp tục chứng minh tính điện hóa thuận nghịch của li-ti trong than trì. Dù vậy, các chất hữu cơ dùng làm điện phân trong thế hệ pin mới này bị phân hủy trong quá trình sạc. Do đó, Yazami đã đề xuất hỗn hợp chất hữu cơ rắn bền vững trong quá trình sạc làm chất điện phân. Mô hình chất điện phân của Yazami vẫn còn sử dụng trong các thế hệ pin Li-ion cho đến hiện nay. Đến năm 1983, Michael M. Thackeray, Goodnewa và các cộng sự đã xác định có thể dùng khoáng chất mangan spinan để chế tạo cực dương cho pin Li-ion. Đây là loại khoáng chất có tính dẫn điện tốt, giá thành rẻ và hoạt động ổn định. Tuy vẫn còn nhược điểm là bị tiêu hao dần trong quá trình sạc, nhưng vẫn có thể khắc phục bằng các biện pháp chỉnh sửa hóa học. Cho đến năm 2013, mangan spinan vẫn tiếp tục được sử dụng cho các thế hệ pin Li-ion thương mại. Vào năm 1985, Akira Yoshino lắp ráp mô hình pin đầu tiên dựa trên tất cả các yếu tố thành công từ trước, sử dụng vật liệu carbonate giúp giữ các ion li-ti trong một điện cực
giúp lithium-cobalt oxit bền vững trong không khí hơn. Chính vì lý do này, thế hệ pin Li-ion đã được hoàn thiện và an toàn hơn rất nhiều so với trước đây. Năm 1991, tập đoàn điện tử Sony chính thức thương mại hóa pin Li-ion dưới quy mô sản xuất công nghiệp. Cho đến nay, hầu hết các hoạt động nghiên cứu đều xoay quanh việc cải thiện hiệu suất của pin Li-ion. Bên cạnh việc cung cấp năng lượng cho điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số, dụng cụ điện và các thiết bị y tế, pin Li-ion hiện nay còn được sử dụng cho xe điện. Đây là thế hệ pin đáng chú ý nhất tính đến thời điểm hiện tại do có mức lưu trữ năng lượng cụ thể. Tiếp theo đó là sự kiện công ty Belcor chính thức thương mại hóa pin Li-ion polymer vào năm 1994 sau quá trình nghiên cứu. Bước tiếp theo là sự xuất hiện của pin Li-ion với cathode bằng mangan. Pin Li-phosphat được các nhà khoa học liên tục cải tiến và hoàn thiện để chính thức thương mại hóa. Các nhà khoa học dự đoán tiếp theo sẽ là sự ra đời của những thế hệ pin phát triển dựa trên tiến bộ của công nghệ nano, giúp tăng cường hiệu suất cũng như kích thước và tuổi thọ của pin.